niệm 41 năm ngày nhà giáo Việt Nam, 20 tháng 11 năm 1982, 20 tháng 11 năm 2023 và hưởng ứng thi đua đợt 2 năm 2023. Hôm nay, Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ Tuyên Quang tổ chức đêm diễn văn nghệ khối cán bộ giáo viên nhằm tạo không khí vui tươi sau những giờ lên lớp của các thầy giáo, cô giáo và để phát huy nâng cao trào văn hóa văn nghệ trong cán bộ giảng viên, tạo sân chơi bổ ích, nâng cao tinh thần đoàn kết trong nhà trường. Một lần nữa, xin thay mặt ban tổ chức nhiệt liệt chào mừng các quý vị đại biểu, các quý các thầy giáo, cô giáo cùng toàn thể các bạn học sinh sinh viên có mặt tại đêm diễn ngày hôm nay. Và đến dự buổi đêm diễn văn nghệ ngày hôm nay, em xin trân trọng giới thiệu các quý vị đại biểu, các quý em xin trân trọng giới thiệu đồng chí Hoàng Anh Tuấn, phó chủ tịch công đoàn viên chức tỉnh, đề nghị nhiệt liệt chào mừng. Và đã có nhiều công thương những hình ảnh trong các hoạt động văn hóa thể thao của nhà trường
Công đoàn nhà trường xin tuyên bố khai mạc cuộc thi văn nghệ phòng chống dịch bệnh liên quan. Kính chúc các đồng chí đại biểu mạnh khỏe, hạnh phúc, chúc các thầy cô giáo và em học sinh vui khỏe, thành công và gặt hái được nhiều kết quả trong công tác và học tập. Chúc hội thi chúng ta thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn.